Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Nghề Tốt Toàn Thư. Quý vị thân mến, nếu như trong góc độ ẩm thực, muối là một loại gia vị không thể thiếu để chế biến các món ăn, thì theo góc độ phong thủy, muối là một trong những vật phẩm quan trọng được coi là một giải pháp hữu hiệu để loại bỏ năng lượng tiêu cực và tăng cường năng lượng tích cực cho không gian sống của chúng ta. Ngoài ra, muối còn chính là một liệu pháp phong thủy rất mạnh để thu hút sự giàu có, sức khỏe và may mắn. Đặc biệt, ngày rằm tháng 2 âm lịch nhuận này, gia chủ hãy chuẩn bị muối để rắc đúng vào chỗ này, sẽ giàu sang phú quý, tiền vàng un un kéo về. Vậy vị trí rắc muối trong nhà là những vị trí nào và cách thực hiện cụ thể ra sao? Ngày Tốt Toàn Thư sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Trước khi đi vào nội dung chính, chúng ta cùng tìm hiểu về công dụng của muối theo phong thủy. Thứ nhất, muối làm sạch không gian sống. Từ xưa, mỗi khi dọn đến nhà mới, ông bà ta thường dặn nên rải muối vào mỗi phòng, đặc biệt là góc nhà, để một ngày rồi quét sạch đi. Cách này giúp hấp thụ những năng lượng không tốt tồn đọng trong nhà từ trước. Hiểu đơn giản hơn, chính là để cho bầu không khí trong nhà được thanh lọc, diệt trừ nấm mốc, bụi bẩn. Rải muối xung quanh phía ngoài ngôi nhà hoặc cửa ra vào sẽ giúp ngăn chặn nguồn năng lượng tiêu cực và làm sạch luồng không khí vào nhà bạn. Ngoài ra, muối với vị mặn đặc trưng luôn là khắc tinh của các loại côn trùng, nhất là kiến và mối. Những gia vị khác như giấm, ớt bột hay chanh thường bị giảm tác dụng khi gặp nước, nhưng muối thì vẫn có tác dụng tốt. Chỉ cần ngửi thấy mùi và vị mặn từ muối, kiến và mối sẽ lập tức chuyển hướng. Bạn chỉ cần tìm góc có nhiều côn trùng hoặc đường đi qua của mối hoặc kiến, sau đó rải muối theo đường đi của chúng, đợi khoảng 30 phút rồi dùng chổi quét sạch muối. Ngoài ra, bạn có thể hòa muối vào nước thành dung dịch bão hòa, sau đó xịt quanh nhà, quanh đường đi của kiến và mối. Ngoài ra, pha chút muối vào nước dùng để lau sàn nhà, để nạp nguồn sinh khí mới, làm không gian sạch sẽ, để chào đón nguồn năng lượng tích cực đến với cả ngôi nhà. Thứ hai, muối chống lại năng lượng tiêu cực, đem lại may mắn. Phong thủy chữa bệnh bằng nước muối là một phương pháp phổ biến trong phong thủy để vô hiệu hóa những tác động tiêu cực, tiềm tàng của các ngôi sao xấu hàng năm trong một ngôi nhà hoặc văn phòng. Người ta thường mua một bát muối, đong đầy tới tận ngọn, chứ không gạt ngang miệng bát vì tác dụng của muối nên trong dân gian có câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi để nói về phong tục tập quán của người Việt trong năm mới. Người xưa quan niệm muối là thứ mặn, chống xú uế, xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Mua muối đầu năm cũng có ý nghĩa trong văn hóa ẩm thực, văn hóa tình cảm. Nó mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ trong gia đình, sự hòa thuận giữa vợ chồng, con cái. Có thể nói, muối có một vị trí quan trọng và chỉ đứng sau gạo. Quý vị thân mến, từ ngàn xưa, muối là một tài sản quý giá và thường được sử dụng trong các nghi lễ tẩy rửa khác nhau. Theo quan niệm của người xưa, muối mặn có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Người Việt Nam thường có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, để chứng minh tác dụng thu hút sự giàu có, sức khỏe và may mắn của muối trong phong thủy. Đặc biệt, đúng ngày rằm tháng 2 nhuận, gia chủ hãy chuẩn bị muối để rắc đúng chỗ này, sẽ giàu sang phú quý, tiền vàng un un kéo về. Vậy vị trí rắc muối trong nhà đó là gì? Cách thực hiện cụ thể ra sao? Ngày Tốt Toàn Thư sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, muối là một gia vị thiết yếu mà nhà nào cũng có. Bởi đây là nguyên liệu nấu ăn rất quan trọng, chưa kể đến muối còn phát huy được tác dụng trong việc làm đẹp hay dọn dẹp nhà cửa, thông tắc cống. Muối là khoáng chất có khả năng làm sạch. Từ xưa ông bà ta đã dặn rằng, mỗi khi dọn đến nhà mới, chúng ta nên rải muối vào mỗi phòng, đặc biệt là góc nhà để một ngày rồi quét sạch đi. Mục đích của việc làm này chính là hấp thu những năng lượng không tốt, tồn đọng trong nhà từ trước. Và thật ra hiểu một cách dễ dàng hơn, chính là để cho bầu không khí trong nhà được thanh lọc, bởi sau nhiều năm, ngôi nhà chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều nấm mốc, bụi bẩn, không khí không trong sạch. Còn theo phong thủy, muối có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, mang đến nguồn năng lượng tích cực, tinh khiết cho chúng ta, cũng như không gian sống. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, bạn nên đặt bát muối ở góc nhà hướng đông nam, tức cùng tài lộc, nếu mong muốn tiền bạc của gia đình dồi dào. Còn nếu mong muốn cải thiện sức khỏe cả gia đình, bạn nên đặt muối hướng đông, tức cùng gia đạo, cứ mỗi 2 tháng lại thay bát muối. 1. Vị trí tốt nhất trong nhà để đặt bát muối là hướng đông nam. Vị trí cực vượng để đặt bát muối chính là góc nhà, cung tài lộc, tức hướng đông nam, để mong muốn giàu có. Nhưng nếu bạn cầu mong gia đình luôn ấm êm, nhiều sức khỏe, thì hãy đặt bát muối ở cung gia đạo, tức hướng đông, để nguyên không xê dịch, không đụng chạm, chỉ thay 2 tháng một lần. Cách đặt bát muối để xua tan tà khí của cả năm. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị sẵn một chiếc bát đựng muối phong thủy, sau đó cho muối đầy 3/4 bát, rồi đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn lên trên mặt.
Bạn nhớ rằng nên để mặt dương của đồng xu ngửa lên trên. Tiếp đó bạn hãy cho nước từ từ vào và đặt bát lên một miếng vải lót. Trong suốt một năm, không che mặt bát và để yên tại một vị trí. Hãy làm âm thầm, không khoe khoang cho những người ngoài biết, không đụng chạm hay dịch chuyển, kẻo năng lượng tiêu cực đã tích tụ bị tan vỡ. Ngày cuối năm, đem đổ bát nước muối ấy đi và không nên dùng lại với bất cứ lý do gì. Bạn nên lưu ý rằng, nên đặt bát ở những nơi tiếp xúc với không khí, tránh không gian kín như tủ chặn. Bát muối sau một thời gian sẽ xuất hiện phản ứng muối có hiện tượng kết tủa tràn ra ngoài miệng bát. Chú ý, cần tuân thủ đúng những hướng dẫn làm bát muối phong thủy để đạt hiệu quả tốt, đồng thời đặt nó ở các cung bát quái thích hợp mà không được sử dụng quá một năm. 2. Đặt muối trong ví tiền để tài lộc ùn ùn kéo đến. Theo quan niệm, vào ngày mùng 1 hàng tháng hoặc mùng 1 đầu năm mới, người ta sẽ đặt một túi muối nhỏ trong ví tiền để cả tháng, cả năm mặn mà, may mắn, tiền bạc dồi dào. Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh thì chuyện này lại càng quan trọng. Không ai chắc chắn được yếu tố tâm linh mà muối mang lại. Song về mặt tâm lý, ai cũng muốn có một tháng và cả năm may mắn. 3. Tắm nước muối để giải vận đen. Nếu là nam giới, bạn hãy dùng 7 muỗng muối. Nữ giới dùng 9 muỗng muối hòa vào nước, sau đó dùng nước này dội từ trên đầu xuống. Theo quan niệm dân gian, nước muối này sẽ cuốn trôi những điều xui rủi, mọi vận hạn đều được hóa giải. 4. Dùng muối tẩy sạch đá quý phong thủy và thạch anh. Khi mang các loại đá quý hay thạch anh vào nhà là bạn kích hoạt năng lượng thổ trong nhà. Bạn phải lưu ý là các viên đá với đủ hình dạng này luôn lưu giữ năng lượng rất mạnh mẽ cả dương và âm. Vì vậy, trước khi mang vào nhà trưng bày, bạn cần làm thanh sạch viên đá và cho chúng hấp thu năng lượng tốt của thiên nhiên. Nghi thức tẩy sạch đá như sau. Ngâm đá quý thạch anh trong dung dịch muối biển hoặc muối phong thủy trong 7 ngày đêm, sau đó đem đá ra, tắm trong nắng sáng. Nếu có điều kiện thì mang đá ra biển hoặc lên núi cao là tốt nhất, bởi vì môi trường thiên nhiên rất tốt, trong sáng và tiềm ẩn năng lượng mãnh liệt. 5. Đốt muối sông nhà. Cách làm này mang lại sự tinh khiết trong ngôi nhà. Sử dụng cách này khi bạn vừa trải qua cơn bạo bệnh, thực hiện ma chay hoặc khi dọn vào nhà mới. Do cách này liên quan đến lửa nên bạn cần phải cẩn thận. Vật dụng chuẩn bị gồm một chiếc chảo kim loại nhỏ, một chiếc chảo nhôm to, muối ép xôm và rượu mạnh hoặc cồn. Đầu tiên cho đầy muối vào chiếc chảo nhỏ, đổ cồn vừa đủ xăm sắp mặt. Sau đó đặt chảo nhỏ vào chảo lớn để đảm bảo an toàn. Lót đế bên dưới, tránh làm hỏng vật dụng. Đặt chúng vào những phòng cần xua tà khí, bật que diêm và cẩn thận cho vào chảo nhỏ, chờ khi muối và chất cồn cháy hết. 24 giờ sau, dọn dẹp mang muối này đổ đi, nhớ tắt hệ thống báo cháy nếu có. Dọn dẹp tất cả đồ đạc trong phòng, quanh chỗ đặt chảo muối, luôn để mắt tới chảo muối đang cháy. Chuẩn bị sẵn khăn lông ướt để dập lửa khi cần. Ngay sau khi đốt muối xong nhà, hãy mở cửa lớn và cửa sổ để nhà bạn ngập tràn năng lượng mới. Hy vọng với những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích về những công dụng tuyệt vời của muối trong ngày rằm tháng 2 nhuận. Quý vị có thấy những thông tin trên hữu ích hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận cho chúng tôi biết. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc của quý vị hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.